Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mình đưa cái fanpage mình vô trong cái website. Thì mình tích hợp vô những cái gì? Nhất là cái fanpage của mình đó sẽ có cái cửa hàng đây. Ha, cửa hàng ở đây. Đó, cửa hàng chính là mình sẽ đăng những cái sản phẩm bán vào lên đây. Đó. Đây. Thì bây giờ á hiện tại đây chưa có sản phẩm, thì bây giờ mình sẽ đồng bộ sản phẩm mình từ cái trang web này đẩy lên trên đây luôn, tự động, một cách tự động chứ không có đăng từ cái. Đó. Đấy. Khi mình đăng sản phẩm mới tự động nó đẩy qua bên kia luôn, đẩy qua Facebook luôn. Đó. Thì để làm việc đó thì trước hết mình phải có cái quyền quản trị cái trang web, cái nhất. Cái thứ hai mình phải có quyền quản trị cái thằng fanpage này, quyền quản trị cao nhất mới được em, quyền thấp là không được. Nha. Rồi đăng nhập vào cái vừa đây. Đó, đăng nhập vào đây xong rồi mình sẽ vô phần login cài mới và cài cái login Facebook WooCommerce, gọi lên mà Facebook WooCommerce. Facebook WooCommerce gọi vô. Rồi mình kiếm cái Facebook WooCommerce nha. Facebook WooCommerce này, chữ cái Facebook WooCommerce này nè. Bởi Facebook mà mới được nghe, nó cài đặt nó. Rồi kích hoạt nha. Đó. Kích hoạt xong rồi mình sẽ được một cái gọi là Facebook, một cái là Facebook WooCommerce này, bấm setting. Còn nếu mình không thấy cái setting đó thì mình vô cái chỗ gọi là không, mình vô cái chỗ WooCommerce thiết lập là mình kìa, mình lấy nằm trong đó, nằm WooCommerce thiết lập nha. Rồi get start nó hiện lên một bảng, mình phải login Facebook song song ở trên cái tab này luôn thì dẫn mình có trang Facebook đúng không. Rồi bấm vô chào mừng ha, thêm một trang mới nè, chúng ta lên ha, tiếp chọn một trang, trong đây mình đã có rất là nhiều trang, mình sẽ chọn một cái trang là à, khang đường đây ha. Rồi next đó, tới phần Facebook Pixel. Facebook Pixel là mình liên kết với cái tài khoản quảng cáo Facebook của mình để cho nó có khả năng remarketing. Thì remarketing là khi mà quảng cáo trên trên Facebook đó, thì nó sẽ có cái khả năng tiếp thị lại trên 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 Facebook nha. Đó, thì cái này tới tới cái môn mà học Facebook đó mình sẽ hiểu sâu hơn. Nó đây đây là tích hợp Facebook Pixel là đây nha. Mình chọn cái tài khoản quảng cáo của mình đây nha. Tôi chọn tài khoản quảng cáo này. Rồi, tiếp tục. Sản phẩm mà nó hay những cái sản phẩm mà nó bật lên, nhập sản phẩm vào Facebook bật lên luôn. Tiếp tục. Rồi hoàn tất thiết lập. Tiếp tục. Đó. Rồi tới đây là mình sẽ xong không? Đó này nó bị che, mình control nó, mình kéo về thêm coi. Chat bằng thêm, chat bằng tin nhắn nè, xem. Đó, thêm login nè. Đó. Thì đây mình chat bằng tin nhắn, mình chọn cái câu chào bằng tiếng Việt nha, tiếng Việt. Tiếng Việt nha. Rồi sao mình để thay đổi nha, thay đổi câu chào nha. Đó. Đây tôi để mặc định ha. Rồi hoàn tất mình tắt rồi, mình tắt đây đó. Còn Facebook shop là có luôn, xong á, sau khi mình cài xong, sau khi mình cài xong rồi ấy, thì mình sẽ mở test lại nè. Rồi rồi đỡ trang chủ mình coi, kéo dưới đây mình coi có cái Facebook hiện ở đây chưa. À, có Facebook chat ở đây ha. Đó đây đây. Tiếp tục chat đi, dù chat đi, cái này có chat tự động rồi nghe, nó chat đây. Nếu mà mình chat gì đây, chào đi, ví dụ đi nó hiện tại cái này á, chào anh đi, chúng tôi đã nhận được thông tin và sẽ gọi điện tư vấn bằng số nhất, không cần lấy mã giảm giá, lấy mã giảm giá nè, nó mã giảm giá của bạn nè, ví dụ cái này là setup tự động thôi đó. Bấm mua và dẫn ra trang mua đó. Dù vậy đây là cái setup trước rồi. Còn bây giờ mình lấy cái, tại tôi lấy cái hàng hàng đường này, tôi làm demo cho cái trang thời trang này,
nha, tôi không tạo ra nhiều fanpage nha. Đó. Tức ở đây là check out luôn đó. 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 Đó rồi, bây giờ tiếp theo thì sau khi tích hợp chat Facebook rồi. Rồi chat Facebook xong đúng không? Bây giờ tiếp theo tôi hướng dẫn mình cài cái chat Zalo và những cái số điện thoại gọi luôn ha. Thì chat Zalo, số điện thoại thì mình phải cài một cái login vô. Rồi khi mình muốn cấu hình lại mình sẽ vô phần nếu mà cái phần Facebook đó mình muốn cấu hình lại á thì mình vô thiết lập. Đó, rồi sau đó mình sẽ vô cái chỗ kết hợp nè. Đó, thì mình sẽ thấy cái Facebook này đây nha. Đó, manager setting nè, đó mình dẫn vô đây để mình vô đây để mình sửa lại nha, sửa lại cái đổi cái fanpage khác hay là đổi những cái thông tin khác nằm đây nha. Rồi. Thì tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn mình tích hợp cái chat Zalo gọi điện thoại trên này nha. Thì mình sẽ cài một cái login. Cài phải login nè. Cái login đó tôi gửi xuống dưới rồi nha, bây giờ mình sẽ bên này ha. Đó, bên này. Rồi. Ok. Rồi cài xong rồi kênh kích hoạt nha. Rồi kích hoạt xong rồi thì bây giờ tiếp theo mình sẽ cấu hình nó, mình nhập cái những cái thông tin chat để mình vô. Mình sẽ kê xong mình vô phần là cài đặt nè. Nó có contact button nè ha. Đó, rồi sau đó mình vô cái phần button setting nè. Thì ở đây á, mình sẽ cái tại vì á, ở trên trang web mình ở bên trái mình có cái chat Facebook rồi, mình để bên phải đi ha, chuyển cái này nút qua bên phải nè, right, chuyển bên trái, sorry, chuyển bên trái, cái này mình làm bên phải rồi, mình chuyển cái này qua bên trái nha. Rồi mobile cũng vậy, chuyển cái này qua bên trái luôn ha. Đang nó lại. Đó, chỉnh cả trên laptop và trên mobile ha. Rồi menu setting thì vậy rồi ha. Rồi tiếp theo tới là cái phần menu item. Ở đây mình cần cấu hình cho cái gì? Đầu tiên là mình cấu hình thêm một cái chat Zalo, ấn thêm vô. Ghi chữ là chat Zalo tư vấn nè. Icon setting là Zalo nè. Đó. Rồi sau đó cái link. Cái link khi click vô đó sẽ dẫn vô chat Zalo với chính mình luôn. Thì mình phải có vô là zalo.me xuyệt số điện thoại ha, xuyệt số điện thoại thì lúc đó ta click vô đó thì dẫn vô cái khung chat Zalo luôn ha. Nhớ cái link này đó, đây zalo.me https://zalo.me chéo số điện thoại ha. Rồi xem nó lại xong rồi mình bấm nút Z này để mở lên đó. Cái thứ hai là mình muốn cho người ta bấm vô cái chỗ đó gọi trực tiếp điện thoại mình luôn, thì ở đây nó có cái chỗ gọi là gọi điện trực tiếp thì biết đó, gọi điện trực tiếp thì mình gọi điện tư vấn, sửa lại là gọi điện tư vấn. Rồi sau đó số điện thoại theo TE một chữ L, số điện thoại vô đó, rồi theo lại ừ. Ví dụ tôi muốn người ta yêu cầu gọi lại đi, yêu cầu gọi lại thì mình sẽ vào chỗ đây đó, gọi lại, yêu cầu gọi lại, yêu cầu tư vấn đó. Ở đây nó đây phải bật lên chat ha. Mình có mình sẽ có hai hành động không? Yêu cầu gọi lại và chat Zalo ha. Chat với chat Skype thì nhập vô, sửa vô, còn không mình như đây đủ rồi ha. Rồi sau đó mình sẽ view cái trang mình lên, mình sẽ thấy là mình sẽ có hai bên nè. Xuống đây. Nằm bên đây nè. Nằm bên đây nó đè ở đây nè, mất rồi. Thì mình coi mình cấu hình cái nút này nãy mình cấu hình sao mà nó bị nằm qua bên đây rồi. Reasonless. Desktop nè,
Horizon chưa desktop, mình chưa LED mới được ha, mình đã ride không được sale rồi. Đó, F5 này rồi. Tại bên đây cái Facebook có share rồi, mình phải để hai bên. Nó bên đây nè, thích xài bên đây, thích xài bên đây, hai bên. Bên đây bấm đây cái thì yêu cầu tư vấn chat, chat này chat, chat Zalo quy lộn, chat Facebook phải chưa? Mình sẽ coi lại ha. Chat Zalo edit này lại nè, mình có thể chat Zalo. Zalo tư vấn này, màu nè, chỉnh lại màu ha. Sale. Rồi, F5 này. Đó, đây, lên mình đây. Bấm đây là vô chat Zalo nè ha. Đó. Đó. Thấy chưa? Chat Zalo tư vấn. Rồi, sau đó chắc là Facebook có đầy đủ ha. Và bấm gọi, nếu mà trên điện thoại sẽ hiện nút bấm gọi ha. Tôi coi trên điện thoại ha. Điện thoại đây. Trên điện thoại. Trên điện thoại đi, mở trên điện thoại. Điện thoại này cho điện thoại iPhone 6, 7, 8 đi nha. À, online này là 100% mà ha. Trên điện thoại nó vậy nè. Này mình chia lại thôi. Cái này không coi, không kiểm tra được. Tên điện thoại lên điện thoại mình kiểm tra lại cái chỗ này ha, mình đăng nhập vào điện thoại mình kiểm tra lại chỗ này ha. Đó là mình cấu hình cái phần chat trên website ha, có hai chỗ, xài lúc này không thì không xài, nếu xài bên đây thì mình gom lại cục cũng được. Đó, tùy theo ha. Đó rồi mình kiểm tra lại, hồi nãy mình nói đồng bộ quá gì cái sản phẩm ở đây có nó có chưa? À, xem. À, cửa hàng này nó chưa nè, chưa đồng bộ xong hay gì? Mình kiểm tra lại chưa thấy đồng bộ xong. Phải coi lại cái thiết lập này coi nó có kết hợp có xích chưa? Có xích thì phải chờ nó xích vô đất nè. Nó xích được đất thì mình sẽ chờ nó, nhiều lúc nó chưa đẩy lên kịp á. Nó chưa đẩy lên kịp ha. Mình chờ nó phải chờ nó đẩy lên. Tại vì nó sẽ đẩy từ website mình lên trên đây nè. Đó rồi, xong cái phần chat này nhé. Chat này hai cái này xong. Rồi, mình xong. Sẽ...